làm nhiệm vụ câu cả nha anh em, bó xe gửi anh em. Mà cái xe này bó mấy cân nè, này gửi đi tới ngoài Hà Nội vậy nha anh em. Vừa làm video băng bó xe, vừa quay trước luôn để mình kiểm chứng là cái xe là của mình là nó hiện trạng là nó như thế này. À. Không, không có lấy cây bọc đi. Cây bọc đó xong mình chơi thêm lúc thùm nữa. Anh em thấy không? Rất là đẹp nha anh em. Cọp đó. Cây bọc gì? Con này là anh em là chia chắc qua chia chắc lại hai vỏ còn nguyên vậy cui luôn nha anh em. Mỗi bọc một lát nó sao nắm thế vậy? Quá đẹp anh em ơi, xe. Hai lát mà tầm này tìm đâu ra nữa anh em. Đi đúng đồng hồ đó, 5.000 mấy cây đó. Ghê được chứ xe. Phát hồn à. Kiểm tra xe luôn. Kiểm tra chất lượng ISO luôn. Cái này dơ thôi nha, không có chạy gì miếng nào đâu. Đẹp lắm. Vỏ ghi nữa em, đậu ít nứt chân. Em còn dày cui luôn đó. Nhưng mà đậu 10 năm nay rồi. À, ta đâu có đi đâu. Nó cái cốt nó nè. Xe này bán rồi nha anh em. Nhưng mà quay để kiểm chứng. Gửi Viettel cái này, gửi Viettel nha. Gửi Hà Nội là gửi bằng Viettel anh em. Hồi hộp lắm. Chúng nó tháo dĩ bô nè không em. Mấy anh tháo dĩ bô này để vô cốp. Không dám để là tới đó là bể hết. Rồi, đã qua kiểm chứng nha. Có chạy đây xíu nha. Đây nè. Nó chạy là vậy chỗ đó đó, dưới bên này miếng nè. Đâu rồi ta? Đây. Đó, nhiều thôi. Đó. Giờ thằng Trương đang cắt cái mền. Cắt cái mền chùm vô. Chùm vô để đầu chơi thêm một lớp chơi giấy cặp tông nữa. Quá trời cái xe luôn anh em. Hết hồn. Giờ kiếm đầu ra nữa. Rồi, ok. Ha, như thế ha. Có quay lại hết ha. Nếu mà do mà bể đổ nghĩa là bên chành bên Viettel nha. Em ở đây em làm tối đa trách nhiệm luôn. Em không đưa cho nó bó, em tự bó luôn. Đó. Vậy thôi chứ sao giờ anh em. Trách nhiệm với anh em vậy thôi chứ biết sao giờ. Rồi, rất mong anh em đăng ký kênh để cập nhật xe về trong ngày tháng. Và cũng để ủng hộ phép xe máy nha anh em. Rồi, xin chào anh em.